dành một tràng vỗ tay cho nhà vô địch lớp 4. Đó là bạn Nguyễn Phương Mai đến từ trường tiểu học Đồng Hưu, Bắc Giang. Trời, Bắc Giang giỏi quá vậy. Nãy giờ Bắc Giang hai người rồi đó. Mấy tỉnh kia đâu rồi trời? Ôi, cái người này múa tay múa chân kiểu này là vô địch đúng rồi. Anh đang góp siêu chi nhá. Mình đây là Nguyễn Phương Mai, năm nay mình 10 tuổi, mình đã sống tại Yên Thế, Bắc Giang. Ba từ ngày nó gọi mình là sáng tạo, tự tin, yêu thương, mong mọi người ủng hộ cho mình. Ôi, thế này thì thắng chắc rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức vô cùng lý thú về bộ não của chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Một, bộ não cần sắp xếp. Trong vòng 5 giây, bạn hãy đếm số táo ở. Mời, mời người này về đội nghe các thầy cô. Chắc chắn là rất dừng khó lại. Phải không? Đây chính xác là nhà vô địch lớp 4, xứng đáng rồi. Chúng ta cho bạn ấy chạm vào tay. Nhớ mời bạn này về đội nha, đào tạo đặc biệt nha. Ôi vẽ cái mây mép đẹp quá chừng quá đất luôn. Giọng nói thì rất là trầm bổng và tay chân thì múa máy, thầy thấy là thầy thua rồi đó. Vậy quá siêu. Ok, tặng cho con một cái máy tính bảng trị giá 5,5 triệu, bảo hành 1 năm tại Thế Giới Di Động trên toàn quốc, và một tài khoản VIP học siêu trí nhớ học đường. À, từ lớp 1 tới lớp 12, toán lý hóa văn sử địa, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, học mọi thứ nhẹ nhàng ha, trị giá 2,36 triệu đồng. À, chúc mừng con.